bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mơ. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trong nắng. Ta xa nhau một ngày nào đó, anh nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với anh, em mãi là người tình trăm năm. Vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mơ. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trăm năm. Với anh em mãi là một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Chí Tài và ban nhạc Quyền Năng. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy và ca khúc Người Tình Trăm Năm. Dạ, lâu lắm rồi chú cháu mình mới gặp nhau. Dạ, chú khỏe không chú? Chú nói rồi, trên sân khấu này toàn là những người trẻ, đừng bây giờ gọi chú bằng chú, phải kêu chú bằng anh. Con mà con gọi chú bằng anh á thì sao? Thì tự nhiên cái chú trẻ hơn con. Quý vị có đồng ý là nghệ sĩ Chí Tài vẫn rất là trẻ trung và phong độ không ạ? Rồi, coi như là hôm nay chú cho phép con sẽ không gọi anh bằng chú nữa. Đúng. Bằng gọi chú bằng anh. Gọi chú bằng anh. Dạ, rất là lâu rồi chúng ta mới thấy được nghệ sĩ Chí Tài trên sân khấu với một bài hát rất là hay. Nghệ sĩ Chí Tài đã từng là một nhạc trưởng của ban nhạc Chí Tài Brothers. Và ngày hôm nay khi mà đứng đây hát, sau lưng mình là những thành viên cho ban nhạc. Anh có thấy nhớ nghệ? Thật sự là bữa nay tới đây là muốn đứng ở đây cầm cái đàn hát để chứng tỏ mình cũng còn một chút xíu gì tài năng, để các nhạc sĩ là Quyền Năng có thể chấp nhận anh được đứng trên ban nhạc Quyền Năng. Em nghĩ là về mặt tài năng thì anh dư sức rồi. À, nhưng mà nó có cái vấn đề khác, nó nhạy cảm khác hơn. Nó gọi là vấn đề thuộc về nhan sắc đó anh. Nhan. Dạ. Dạ. Nhan sắc của mình còn được không? Được mà, chứ được, được hết, được hết. Thật ra chương trình biết là nghệ sĩ Chí Tài của chúng ta rất là đa tài. Vừa hát được, sáng tác được, mà còn diễn hài rất là duyên dáng. Và ngày hôm nay thể theo lời yêu cầu của anh, nguyện vọng là được đứng trên sân khấu này. Được đứng trên sân khấu này với ban nhạc được Quyền Năng. Được hòa nhập với ban nhạc Quyền Năng. Chúng tôi mời nghệ sĩ Chí Tài đến đây để làm. Làm cái gì? Ban giám khảo. Dạ. Nói rồi. Dạ, tại vì á, không có duyên dữ lắm nha. Duyên lắm.
Tại vì ở đây nè, ở đây là 10 người, tự nhiên mình vô cái nó lẻ. Nó lẻ phải không? Cái số nó không đẹp. Không sao. Dạ. Vậy thôi, hẹn dịp khác nha. Thật ra trong ban nhạc quyền năng mùa thứ hai chúng tôi có đến 4 giám khảo. Và vì lý do giám khảo Phi Nhung, chúng ta có một cái lịch lưu diễn ở nước ngoài, cho nên không thể nào theo suốt được với chương trình. Cho nên là giám khảo Phi Nhung sẽ làm giám khảo từ tập 1 cho đến tập 8. Và nghệ sĩ Chí Tài sẽ là giám khảo từ tập 9 cho đến đêm chung kết của chúng ta. Một chào vỗ tay nữa dành cho nghệ sĩ Chí Tài. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ Chí Tài chúng ta cùng chào sân với hai vị giám khảo quen thuộc. Xin được giới thiệu nữ danh ca Phương Dung, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Lâu lắm rồi mới gặp chị Phương Dung. Dạ, người này thì gặp hoài. Bữa nay là được cái hân hạnh là ngồi chung với lại chị với lại em đây. Chắc là phát quen rồi. Em thì lạ. Có gì thì hai người chỉ giáo giùm nha. Dạ không dám. Bây giờ cứ tưởng tượng cho sân khấu ban nhạc quyền năng. Đứng bên tài, đây là Hoàng Thái Hậu. Còn đây, Hoàng tử. Không phải, Hoàng tử gì già như vậy. Vua. Vua. Vua, vua. Còn đây là Thái giám. Thái tử. Quên. Thái tử. Thái tử con của vua, đẹp dạ, trai. Dạ, ngay bây giờ muốn phỏng vấn ngay vua Chí Tài ngày hôm nay, cảm xúc của Hoàng thượng như thế nào ạ? Tài rất thích cái chương trình này. Tại vì ngay, đúng ngay cái nghề của mình là mình đã tạm bỏ qua gần 20 năm rồi. Bây giờ mới trở lại là nghe những nhạc sĩ tài danh, toàn là những người giỏi, đánh rất hay, một vài âm thanh tuyệt hảo. Và những thí sinh thi toàn là những người có tài năng đặc biệt. Nói chung là dùng một chữ thôi, rất sung sướng được tham gia chương trình ban nhạc quyền năng ngày hôm nay. Từ một chữ đó. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Còn giám khảo Phương Dung thì sao ạ? Lặp lại câu nói của Chí Tài là rất sung sướng. Và cộng thêm đằng sau lưng á, toàn là những nhạc công quá xuất sắc, đánh rất hay, làm hòa âm rất giỏi. Ca sĩ tuy không có được như Chí Tài nhưng mà cũng 90%. Và sau cùng chúng ta muốn nghe một lời chúc của anh Dương Triệu Vũ trong đêm nay dành cho các bạn thí sinh. Vũ xin chúc mọi người thi thật tốt, làm sao để cho các giám khảo cũng như là ban nhạc phải nóng máu lên và đứng lên quậy hết cỡ, tại bây giờ là cận kề ngày chung kết rồi, cho nên là mình phải chơi tới bến thôi. Và một lần nữa cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều. Và xin mời ban giám khảo chúng ta cùng trở về vị trí là những chiếc ghế quyền lực. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay sẽ là sự tranh tài của 8 thí sinh. Và luật thi như sau: mỗi bạn sẽ trình bày một bài hát. Sau khi ca khúc kết thúc, tất cả các thành viên trong ban nhạc sẽ chấm điểm cho bạn với thang điểm 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. 8 thí sinh sẽ được chia ra thành 2 nhóm để tham dự 2 trò chơi thử thách. Và trong mỗi trò chơi thử thách, 3 thành viên trong ban giám khảo sẽ thống nhất và chọn ra một thí sinh ấn tượng nhất để cho điểm 10. Và sau cùng, các thành viên trong ban giám khảo sẽ dành tặng điểm 10 cho một trong số 8 thí sinh mà họ cho là có phần dự thi xuất sắc nhất. Tổng kết 3 số điểm lại: số điểm từ ban nhạc, số điểm của phần thử thách và số điểm từ ban giám khảo. Chúng ta sẽ có số điểm cuối cùng dành cho tất cả các bạn thí sinh, xếp theo thứ tự từ 1 đến 8. Và luật loại trừ: thí sinh có số điểm cao nhất sẽ là thí sinh nhất tuần và được cộng 10 điểm cho đêm thi tiếp theo, và sẽ là thí sinh hát đầu tiên ở tập tiếp theo. 2 thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ phải hát song ca với nhau một bài hát do chính các thành viên trong ban giám khảo đã lựa chọn từ trước, ca khúc Định Mệnh sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, quý vị các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần của thí sinh đầu tiên. Và phần dự thi của thí sinh Yến Nhi. Trong một ngày vui,
bao nhường đường. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ diệu hồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thầm. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi băng gấm lụa sao gom lại thứ anh, hàng ngàn trang giấy mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa em đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa còn vân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng. Yến Nhi thân mến, bạn là thí sinh cao điểm nhất 2 tuần liên tục và ngày hôm nay bạn có sẵn 10 điểm được cộng từ tuần trước. Chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Thanh Thảo. Cái bài hát này em hát nó thiên về cái giọng người miền Trung quá. Có phát âm á em không đúng chất của cái bài này. Mà rồi về sau là em bỏ một cái nốt sai, rất là sai luôn. Em muốn đổi sang một tí, mặc dù em biết là em đổi là một cái sự mạo hiểm. Nhưng mà em muốn làm khác đi. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu. Chị không có đồng ý với lại cái câu của anh Thảo nói. Bởi vì thật ra là em xử lý bài này rất là tốt. Khi mà em đang hát, em chỉ cần luyến một nốt thôi, nó qua một cái vùng miền khác, nó qua một cái hệ thống thang âm khác. Chính cái nốt đó đó, ban nhạc cảm giác giống như là em hát sai. Em làm nhiều người bất ngờ cho nên là cái điểm của em không được cao. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 70 điểm. Với số điểm này chúng ta cộng thêm 10 điểm của tuần trước. Số điểm hiện tại của Yến Nhi là 80 điểm. Dòng nhạc này như chỉ mới tiếp xúc và mới trải nghiệm mình với nó thôi. Cảm ơn ban nhạc đã xí xóa được một tí và cho như một số điểm cũng tương đối ổn. Nhi sẽ cố gắng hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài ạ. Giọng em rất là nhẹ nhàng, rót vô lòng người ta. Về cái nốt đổi đó,
mấy nhạc sĩ nói đúng, cái nốt cũ nó hay hơn, ta nghe quen rồi. Anh biết là thường thường những người hát đầu tiên lúc nào bị áp lực, mà em làm gì là tốt lắm rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. À. Còn Dương Chị Vũ thì sao ạ? Nguyên cái bài này em không có phô, không trên, không có bị hụt hơi một cái chỗ nào hết. Nhưng mà cái không hoàn hảo chính là cái sự bất ngờ. Đây là một cái tiết mục anh rất là thích. Cảm ơn em Yến Nhi. Cô Phương Dung ạ. À. Cô có lời khen. Em đã thông minh. Em đã dùng hai câu thơ của hai sắc hoa Tigon để dẫn vào cái bài hát này. Rất là xuất sắc. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên trong ban giám khảo và ban nhạc rất nhiều. Và cảm ơn Yến Nhi. Hy vọng rằng bạn sẽ gây được ấn tượng với ban giám khảo. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc Cô Bé Ngày Xưa. Và cùng chào đón sự xuất hiện của thí sinh Khắc Minh. Everybody, dance with me. Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mấy bụi tre già, sáng ngang bốn khung trời, bồng bềnh con nước mưa, sương trắng phủ sáng mờ, vài cánh én lưa thưa. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa trào, như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra, cô bé ngày xưa đó, chung ngõ ở sớm nhà. Cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thưa lá. Giờ sinh dáng vua bé xưa, vội oa ương vội khóc thương hai đứa một tâm hồn. Tình vui hơn buồn, hôm nay về thăm nhà, tình hai đứa tơ hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ, say mưa một khung trời. Mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Và đó là Khắc Minh. Khắc Minh thân mến, ngày hôm nay bạn rất sôi động, không còn là một chàng trai lãng mạn trữ tình như những vòng trước nữa. Dạ. Tại sao vậy ạ? Vòng trước mọi người nhắc em là em bị cái màu cũ nó hơi bị trầm trầm buồn buồn, em muốn làm nó khác khác đi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, quay lại. Yeah. Mình quay lại thì mình thấy đầu tiên đập vô mặt mình là con số 7. Mình đã suýt đột quỵ. Liếc qua thì liên tục thấy dính được, trời hơn mừng gần chết. Còn anh Khoa, tại sao lại cho 7 điểm ạ? Với một cái bản bài phối kiểu này thì em phải hát một cách hoàn toàn khác. Em hát đều quá, không có điểm bứt phá của cái dòng nhạc. Cái em hát cái anh nghe có vẻ nó không, nó hơi thấp, bài nó không có bốc lên được. Có khi em chọn cái khúc này có khi lại không hợp lắm, anh nghĩ vậy. Anh xin mời anh Hoàng Bách ạ. Đây là một phần trình diễn thú vị, bởi vì đây là Khắc Minh. Dạ. Khắc Minh đang là một nam trầm và hôm nay bạn ấy hát hoàn toàn khác, một sự lột xác. Bạn đã biết nghe những cái lời đóng góp về mặt ngoại hình, về mặt trình diễn. Chúc mừng Minh, hôm nay làm rất tốt. Cảm ơn anh Hoàng Bách ạ. Xin mời anh Khang. Em đến với chương trình này lúc nào em cũng chỉnh chu về trang phục, gương mặt rất là baby, anh rất thích. Đầu tiên là cái điều đó là đã có cái fan, lượng fan khán giả rất là đông rồi. Trong cái bài này em hát tông thấp quá, nó sẽ làm lu mờ với lại cái nhạc cái này. Sân khấu này của em phải hoạt động nhiều hơn nữa. Em lôi kéo khán giả đến với em, đứng dậy cùng nhau nhảy hơn nữa. Thì cái đó là em nên để ý nha. Chúc mừng em. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm dành cho Khắc Minh là 74 điểm. Và thứ hạng của Khắc Minh, bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Nhờ cái sự tài tình của anh Minh Khang, anh đã có một cái hòa âm mà nó rất là tuyệt vời. Em đã dám thử thách bản thân mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Có nhiều cái mình giỏi mà mình chưa biết mình giỏi nữa, cho nên là cứ thử đi, không có gì để lo hết. Chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn Dương Chị Vũ ạ. Thật ra là anh thấy anh Khang nói đúng đó, em phải luyện cái giọng mình hát mới nó cao, tại giọng bass
Rồi ra thì nếu mình em thấy là cái giọng mình mà chưa có đạt tới cái đỉnh mình muốn á, thì mình phải đẩy vô cái diễn của mình, đẩy đưa chút xíu, có thể khán giả ta coi tạm quên đi cái giọng của mình, ta nhìn cái thần thái diễn xuất của mình sẽ khỏa lấp đi cái đó. Thấy không? Phải kết hợp nhiều cái đó, nhớ ghi nhận. Đó là những lời chia sẻ của ban giám khảo dành cho Khắc Minh. Cái bài Cô Bé Ngày Xưa này á, thì Minh đã cố gắng suy nghĩ làm sao cho nó lạ đi, và cái cách hát làm sao nó sang nhất. Hình như là vẫn chưa chinh phục được hết mọi người, cho nên hy vọng là Minh sẽ được vào trong và Minh sẽ hát một cái bài nào đó mà có thể làm cho mọi người thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Và một lần nữa cảm ơn Khắc Minh. Và sau đây chúng ta sẽ đến với một cô gái rất nhỏ nhắn. Xin mời Phạm An Tuyên. Chốn này phải chi hôm ấy em đừng đợi mưa đứng đây, thì trong chiều nay em đã không nhớ thương ai, qua mỗi đêm dài em đã không xót xa u hoài. Phải chi hôm ấy hiên nhà này không vắng người, phải chi hôm ấy em đừng nghe anh nói cười, nhìn mưa chiều rơi em đã tin có nhân duyên, hai đứa tâm đầu em đã tin do trời xui khiến. Tình yêu đầu tiên đã mang đến cho em thật vô tình, ngập tràn nước mơ em đã hiến dâng anh trọn tim mình. Như rượu say em ngất ngây mỗi đêm cùng với anh, khiến em kiêu ngạo rằng với anh em là duy nhất. Mà em nào hay thế gian có bao nhiêu điều không ngờ, từ ngày có em anh đã có ai kia từ bao giờ. Ngày không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau, vết thương cào sâu em thét lên cho vơi nỗi đau. Tình yêu đầu tiên đã mang đến cho em thật vô tình, ngập tràn nước mơ em đã hiến dâng anh trọn tim mình. Tình như rượu say em ngất ngây mỗi đêm cùng với anh, khiến em kiêu ngạo rằng với anh em là duy nhất. Mà em nào hay thế gian có bao nhiêu điều không ngờ, từ ngày có em anh đã có ai kia từ bao giờ. Không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau, vết thương cào sâu em thét lên cho vơi nỗi đau. Ngày không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau, vết thương cào sâu em thét. Chúc mừng Phạm An Tuyên, chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Phải Chi Em Biết. Ngày hôm nay bạn rất khéo nha, bạn kéo tóc lên phía trước, khoe hết bờ vai cho tất cả các anh ban nhạc thấy, bảo đảm điểm bạn sẽ rất cao.
tin Khanh không? Ôi, anh đừng nói vậy, mỗi lần em mặc vai trần là anh bắt hay cho em điểm thấp. Thì bây giờ mình quay lại kiểm tra nha. 1, 2, 3. Chúng ta nghe ý kiến của anh Công Thanh ạ. Em hát tốt, nhưng mà cái lỗi mà em mắc đó là khi mà ban nhạc dạo á, em vào hát á, tempo nó giật xuống 20 số. Nó ra một cái style khác rồi. Cảm ơn anh Thanh ạ. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của người đàn ông rất khó tính, đó là anh Tấn Phong. Anh cho 9 điểm là tại vì em hát, giọng em hôm nay hát rất tốt. Nhưng những lúc lên cao, độ căng nó có, lực cái lửa trong giọng hát có. Nhưng mà cái điều là bị cái lỗi mà bị hát trì xuống, em hát ngắn gọn lại. Em xử lý cho nó đúng cái style gì thì nó càng hay hơn. Chút nữa là bạn được điểm 10 rồi đó. Không biết anh Bát có đồng ý kiến với anh Phong không ạ? Đội anh cũng bị phân vân giữa con số 8 với số 9. Bởi vì thực ra giọng của em hôm nay hát thì tốt, nó rất là hợp với những cái bài hát đau khổ. Bài hát có cái tự sự của một người đàn bà trong đó. Thì anh cảm giác được cái điều đó nên là anh nâng điểm của em lên. Chứ thực ra lúc em hát vào một cái nó đã bị sai nhịp rồi. Cái đó nó rất là tiếc. Bởi vì anh đánh giá rất là cao giọng hát của em. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của An Tuyên là bao nhiêu nha. 71 điểm. Và thứ hạng hiện tại của An Tuyên là bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Dạ, con mời cô Phương Dung. Vô câu đầu á, Tuyên hát cô Phương Dung không nghe rõ. Ráng cố gắng lần sau. Nhớ dù mình bỏ nhỏ cũng phải cho ban nhạc và giám khảo nghe mình hát, mình nói cái gì. Giọng rất là tốt, nhất là lên cao rồi kéo đi luôn. Chỉ có là trong cái bài chưa có truyền cảm có hồn. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Hôm nay em nhìn rất là đẹp, sexy, gợi cảm, đi đôi với lại cái giọng hát ma mị của em. Anh rất là thích, nhưng mà đúng là hôm nay em chưa có tìm được cái nhịp mà cái độ rớt xuống. Em hát nó bị đều đều, cho nên anh rất hy vọng là những cái bài sau em phải làm sao cho cái nhịp nè, cái nốt, tất cả cái hồn đầy đủ để mọi người dưới đây có thể feel cùng em, tại vì cái giọng em rất đặc biệt. Cảm ơn em. Cảm ơn ban giám khảo. Có lẽ là có một chút xíu áp lực, nó khiến cho mình không có thở được cái hồn nhiều vào trong cái bài hát. Nếu mà được vào vòng sau thì An Tiên sẽ cố gắng bình tĩnh hơn khi mà mình xử lý những cái đoạn tình cảm ở trong bài hát. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và An Tiên rất nhiều. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca khúc Nước mắt mẹ hiền, và phần dự thi của thí sinh Vũ Công Tuấn. Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi. Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong ngóng tin con. Mưa rơi ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái tranh xiêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm. Nhà mình tuy nghèo mà vui. Chốn quê nhà mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con, bao đêm trăn trở khóc thầm, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về. Tháng rộng
ngày dài con vần ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu. Như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền. Thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền. Thương người con ở miền xa. Và đó là Vũ Công Tuấn. Tuấn ơi, hình như thấy lúc nào bạn hát bạn cũng mang rất nhiều tâm sự. Ngày hôm nay cũng vậy đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta cùng xem các thành viên trong ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xoay lại. Wow, xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Hôm nay thì chị thấy em không có cái áp lực của người đi thi. Bạn đã biết gửi những cái cảm xúc mình vô trong cái bài hát. Tuy nhiên á, cho đến vòng này thì bạn vẫn còn chọn những cái bài quá an toàn. Bạn chưa dám bứt phá, trong khi những bạn thí sinh khác đã dám thử sức mình. Chúng tôi kỳ vọng ở cái sự dám đổi mới của bạn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Khanh xin mời anh Khoa. Ngay từ đầu vô là em đã hát rất phô. Nút xuống nút thấp thì cục hơi em không giữ được. Hơi lên nốt cao là em rớt, còn xuống dưới thì lại không nghe được gì cả. Anh nghĩ em thi không được tốt. Cảm ơn anh Khoa. Bây giờ chúng ta cùng đến tổng số điểm dành cho Vũ Công Tuấn là 62 điểm. Vũ Công Tuấn hiện tại đang đứng ở vị trí thứ tư. Bây giờ sẽ cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời anh Duy Trị Vũ. Khi Vũ nghe bạn hát bài hát này thì Vũ cảm thấy nó rất là tình cảm. Vũ lại quên đi về cái vấn đề kỹ thuật. Cho dù bạn hát hôm nay lại không tốt bằng những ngày khác, nhưng mà không ít thì nhiều thì bạn cũng hát cái bài này một cách trọn vẹn về mặt cảm xúc. Tuy nhiên về cái phần kỹ thuật thì hôm nay bạn hơi yếu. Mình phải cân bằng cả hai cái đó thì mình mới được điểm cao lần. Cảm ơn Duy Triệu Vũ ạ. Bữa nay cứng hát yếu lắm. Cái lời bài hát của anh Ba Cầu Bông, anh viết rất là thấm thiết. Và cái bài của anh không phải dễ hát đâu. Em hát bữa nay cứ đều không à, không bằng trước. Thành ra cố gắng lên. Cảm ơn Tuấn. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Em không hài lòng lắm với phần thi của mình. Phần trình diễn của em không được tốt lắm. Em xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như các anh chị trong ban nhạc. Một lần nữa chúng ta cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và cảm ơn phần dự thi của Vũ Công Tuấn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại ba bạn thí sinh Khắc Minh, Yến Nhi và Phạm An Tuyên. Bốn bạn thí sinh chúng ta sẽ cùng trải qua một thử thách của chương trình. Xin mời. Bốn bạn thí sinh thân mến, chương trình có hai thử thách để các bạn lựa chọn. Đầu tiên là thử thách cùng hát và nhảy múa với lại một chú trăng. Thử thách thứ hai là hát với một cái máy massage xung điện gắn trong người. Và bây giờ, giữa hai cái thử thách này, bốn bạn có quyền thống nhất và đưa ra lựa chọn một thử thách. Nếu như nhóm của bạn chọn thử thách này, nghĩa là thử thách còn lại sẽ thuộc về nhóm thứ hai. Các bạn được ưu tiên chọn trước. Bây giờ mời bốn bạn chúng ta hội ý. Chúng ta chọn con trăng hay là máy xung điện à? Bây giờ Khanh cần một bạn đại diện. Bé này á, con gái mà đòi giật điện. Em thà giật điện chứ em không nhìn được con trăng đâu. Rồi, bây giờ coi như bốn bạn chúng ta thống nhất chọn điện ạ. Hát chung với lại massage xung điện. Dạ. Các bạn sẽ được đáp ứng vào nguyện vọng đó nếu như Quảnh Tù Tì thắng với Khanh. Thắng đâu anh thắng. Nếu như thua Khanh, Khanh sẽ giúp bạn chọn thử thách cho mình. Quảnh Tù Tì ra cái gì? Ra cái này. 1, 2, 3. Sau khi Quảnh Tù Tì với Khanh, các bạn đã được mang về một niềm hạnh phúc cho mình. Đó là được hát cùng với một người yêu bé nhỏ. Xin mời chú Trăng dành cho tất cả các bạn. Bây giờ nha, yêu cầu của trò chơi này là các bạn phải vừa hát
ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương và phải âu yếm với những chú người yêu này. Và điểm số chúng tôi sẽ cộng cho người xuất sắc nhất khi mà các bạn thể hiện được tình cảm của mình với những chú trăng. Xin mời các chú trăng leo lên người các người yêu của mình. Xin mời. Chúng ta có thể cho một tràng pháo tay thật lớn à. Rồi. Và bây giờ bắt đầu. Phải nhớ là luôn hát nha. Rằng anh yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Trái tim anh rằng anh yêu em, yêu em nhất trên đời. Chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh, em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình trong trái tim anh rằng anh yêu em. Wow, rất tuyệt vời. Bây giờ Khanh muốn hỏi ngay cảm xúc của Yến Nhi. Nhi ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời em nhìn thấy mà con trăng mà em cũng chưa thấy mặt nó nữa. Đây, gương mặt của nó đang rất gần em có thể nhìn nó lại lần nữa. Dạ thôi được rồi, em thấy rồi. Chúng ta sẽ nghe ban giám khảo nhận xét về phần thi vừa rồi của bốn bạn thí sinh ở đây và chọn ra người xuất sắc nhất. Bốn người đều có bốn cái phong cách khác nhau. Tuấn hả, là gần như là không sợ trăng luôn thì phải. Tuy nhiên Tuấn là cũng không nhảy và cũng không hát luôn. Không, Tuấn có hát không? Rất là hạn chế. Còn Minh thì hình như cũng không có sợ. Anh thấy em còn thích trăng nữa thì phát nữa. Còn còn em thì thôi khỏi nói rồi. Em đi ra chỗ khác em đứng đi. Con trăng nó bò qua em bây giờ. Còn người duy nhất mà con nghĩ là sau khi mình thảo luận đó là đã thấy cô gái này không những vừa hát mà còn vừa nhảy, vừa lắc lư, vừa làm rất nhiều trò như với con trăng. Thanh xà đó. Cho nên là Vũ xin đại diện anh Chí Tài và cô Phương Dung sẽ gửi cái 10 điểm này cho cô bé Thanh Xà mặc áo màu xanh. Chúc mừng An Tuyên với 10 điểm cộng từ ban giám khảo. Bây giờ Khanh muốn được biết ngay cảm giác của bạn hiện tại. Hồi nãy em nhìn thấy con trăng thì thấy nó cũng ghê quá. Với lại em thì đang vai trần. Rồi. Nhưng mà khi mà em đặt cái con trăng lên vai thì em cũng không thấy nó cũng không phải là quá kinh dị. Nó cũng rất là thân thiện. Cũng là dễ thương đúng không nào? Anh thấy em là người duy nhất mà vừa hát mà còn vừa vậy nè. Giống như là sử dụng con trăng giống như là Britney Spears vậy đó. Một lần nữa cảm ơn bốn người bạn chúng ta vừa vượt qua thử thách vừa rồi. Chúng ta vừa trải qua một vòng thi thử thách rất là cam go dành cho tất cả các bạn thí sinh. Và bây giờ là phần thi ca hát của thí sinh thứ 5 tiếp nối chương trình. Chiều thơm ngát làn môi ơi, đừng quá xuân xuân lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin ngô lo không về qua đây, xin thương yêu sân thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt xa trong. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mãi tóc. Nụ thanh xuân còn ấm mê nơi nếp xinh áo lụa thường ngày. Xuyên trong năm em về tình khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khát gieo ca vui cùng
thương mẹ. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phai cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lạnh. Biết đâu, biết đâu đấy, xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này. Biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phai cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lạnh. Biết đâu đây xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim. Trúc Lai ơi, giọng hát của bạn luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. Xin lại. Wow. Khanh xin mời anh Minh Kha. Cái bài này anh Đức nói lẽ anh cho em điểm 10. Nhưng anh cũng mong chờ cái đoạn sau em phải bực lên nữa. Em vẫn còn giữ một khoảng cách rất là an toàn cho cái giọng của em. Cảm ơn những chia sẻ anh Minh Kha. Bây giờ Khanh xin hỏi anh Thanh Tân. Chúc mừng em hoàn thành cái ca khúc này. Coi như em khoác một cái áo mới vô cái ca khúc này, tại nhiều người hát quá. Em xử lý rất là ngọt ngào, từ đoạn A tới B em biết lấy hơi dồn, hơi là nén, rồi đoạn lên tông em cũng hoàn hảo luôn. Nhưng mà anh đồng ý với anh Kha là cái lúc mà lên tông đó là em phải bay luôn, em phải thoát ra ngoài luôn. Phải điên loạn cho đó tí xíu nữa. Ý các ảnh là các đoạn thanh thang mây khói luôn. Đi luôn, nhưng mà có một cái điểm cộng là cái đoạn khó nhất hát với lại piano á. Hoàn toàn anh Khoa ảnh xong có đệm giữ nhịp cho em. Em phải tự lấy nhịp. Mà khi ca sĩ mà đứng trên sân khấu mà sẽ tự lấy nhịp cho đó, lúc nào sẽ bị một cái trường hợp đó là hát rất là cứng nhắc, nhưng mà em hát trôi nhịp và em không trệt nhịp một chút nào. Ở đó là điệp rất hay. Còn đoạn kia thì thôi có một tí xíu trệt này thì đó cũng là bài học của em nha. Đây cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai. 74 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là bạn đang đồng hạng 2 cùng với Khắc Minh. Cô Phương Dung, tiếng hát này có làm cô đã chưa ạ? Cô phải khen em một điều là em hát quá hay. Với cô, em là số 1. Wow. Anh thấy cái gương mặt này từ ở trong bước ra là anh thấy nó tinh khôi rồi. Rồi sau đó một cái giọng hát nhẹ nhàng, thanh thoát, như là pha lê rót vô trong lòng. Thật ra anh thấy là cái phần trình diễn của cổ đối với anh là tuyệt vời. Nhưng mấy anh nói cũng đúng, phút sau mình phải đẩy lên thì em chắc chắn sẽ được 10 điểm hết trên đó. Mình mong là nếu mình sẽ được vào sâu hơn thì mình sẽ lúc nào cũng nỗ lực và đầy nhiệt huyết. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của Trúc Lai. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một ca khúc nhạc ngoại và Khanh tin chắc rằng thí sinh này sẽ gây rất nhiều bất ngờ dành cho tất cả quý vị và các bạn. Xin mời Đinh Trường. Where she only needs a light when it's burning down, only needs the sun when it starts to snow, only knows you love her when you let her go. Only knows you've been hurt when you're feeling low, only hits the road when you're missing home, only knows you love her when you let her go. And you let her go. Thank you.
at the bottom of your glass, hoping one day you'll make the dream last. But dream comes slow and they go so fast. You see them when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Cause you only need a light when it's burning low. Only needs the sun when it starts to snow. Only knows you love her when you let her go. Only knows you've been high when it's feeling low. Only heads are wrong when you're missing home. Only knows you love her when you let her go. And you let her go. The sun when it starts to snow. Only knows your love when you let her go. Only knows you've been high when you're feeling low. Only hands are wrong when you're missing home. Only knows your love when you let her go. Well, she only needs a light when it's burning low. Only needs the sun when it starts to snow. Only knows you love her when you let her go. Only knows you've been high when you're feeling low. Only hates the road when you're missing home. Only knows you love her when you let her go. And you let her go. Ngày hôm nay bạn quá khác lạ, tất cả mọi người phải đứng lên vỗ tay vì bạn. Xin mời số điểm của ban nhạc dành cho Đinh Trường. Wow. Đầu tiên Khánh xin mời anh Hoàng Bách ạ. Quá là tuyệt vời rồi. Phải nói là thế này, em hát câu đầu tiên anh bảo là phải cho em điểm 10 rồi. Yeah. Bởi vì đây là một giọng ca thuần về bolero. Nói về hát tiếng Anh á, thì em nghĩ là đây là một trong những bạn hát tiếng Anh tốt nhất của chương trình. Nhưng mà lại xuất thân từ chơi bolero, hai cái nó rất ngược nhau. Thì đây là lý do mà từ nãy giờ chị Phượng có nói là các bạn phải thử. Nhưng mà phải nói đây là một cái cậu mà thử rất là xa, đi rất là xa nhưng mà bơi rất là tốt. Và thực sự phải nói là bạn ấy làm chủ nhịp của bài này luôn. Xuất sắc. Phải nói là em rất xuất sắc. Khanh muốn hỏi nhanh tại sao anh Quang Trung cho điểm 7 nè. Anh rất thích cái giọng của em, giọng em rất đẹp. Anh thích em rồi phải hát rồi phải cái gì bốc hơn á. Em phá cách một cái đi, em chơi nhạc rock. Dành đi. Người ta đổi nguyên cái ngôn ngữ rồi còn đòi hỏi gì nữa, trời ơi. Anh khó quá, khó quá. Và một trong những người khó tính tiếp theo đó là anh Công Thanh. Để có được điểm 9 của anh Thanh rất là khó. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Ngoài cái sự mà thể hiện tốt cái ca khúc vừa rồi, cái quan trọng nhất là cái sự mà thay đổi của em đó. Cái đó không phải ai cũng làm được hết. Cái điều đó rất khó. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Công Thanh. Bây giờ chúng ta cùng xem tổng điểm dành cho Đinh Trường. 75 điểm. Thứ hạng hiện tại của Đinh Trường là đang đứng vị trí thứ 2 sau Yến Nhi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài. Cái giọng rất là hay. Nhưng mà nhìn thấy cái diễn đó, dạ, thấy có vẻ hơi bị hiền lành quá. Mà sau khi nghe Hoàng Bách nói em là cái người hát nhạc và là tình nhạc quê hương, mà em hát như vậy thì thôi, tự nhiên anh quên luôn cái đoạn diễn xuất đi, bỏ đi. Ha, hát vậy là quá hay rồi nha, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Anh xin mời anh Dư Chị Vũ. Khi em hát xong câu đầu tiên là anh phải đứng lên để vỗ tay. Là tại vì cái bài này nghe thì dễ hát nhưng mà thật sự rất khó hát. Thứ nhất là cái nhịp phải chuẩn. Và thứ hai, cái điều anh bất ngờ là em có thể phát âm mà nó khá là chuẩn như vậy. Cảm ơn em đã cho anh nghe một bài rất là hay. Thank you. Đây cũng là bài hát nhà ngoại đầu tiên em hát từ lúc tham gia chương trình tới giờ. Nên cảm giác của em rất là lo lắng. Nhưng mà khi trình diễn xong được ban nhạc với lại ban giám khảo góp ý nhiều lời khen thì em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Và một lần nữa cảm ơn Đinh Trường.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc Về đâu mái tóc người thương. Và cùng chào đón sự xuất hiện của thí sinh Tiến Vương. Xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, kẻ băng từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vài gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Xanh biển sâu, mắt tôi dưng dưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu lan tóc xõa bên rèm, lầu vắng không người giọng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Lầu vắng không người giọng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá. Một anh chàng rất đẹp trai, chắc là các anh ban nhạc ganh tị với bạn lắm. Để xem mấy anh cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Xin mời số điểm đến từ ban nhạc. Wow. Khanh xin mời anh Khoa. Hôm nay em đã chuyển thể lại em hát, anh thấy cũng rất là hay. Em đã giải quyết tốt về phần bài Về đâu mái tóc người thương, rất là tốt. Nhưng bài qua bài Lý Mỹ Hưng có em có vài nốt nó hơi non với lại nó cũng chưa đúng lắm, nhưng mà anh rất là khuyến khích em đã có hôm nay có cái vượt bậc khác. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Khoa. Đối với anh hôm nay em làm rất tốt. Thực ra hai cái bài này đối với nó ghép vào với nhau nó không quá khó, nó cùng tông, nhưng mà cái sự tự nhiên để mà người ta mặc định, người ta quên đi cái việc là em đã từng hát những dòng khác trước, thì đối với anh nó vẫn còn một chút gợn. Giọng của em so với cái chất này nó vẫn còn hơi cứng một chút xíu, em đã cố gợi tình để làm nó mềm đi rồi. Nếu mà em hát nhiều thì anh nghĩ là nó sẽ biến mất những cái điều đó. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Tiến Vương là
76 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Tiến Vương là bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời anh Dư Trị Vũ. Mọi người quên mất một điều á, là đây không phải là sở trường của Tiến Vương. Tiến Vương đâu phải là sở trường hát nhạc bolero đâu. Mà hôm nay còn thêm một bài Lý Mỹ Hưng vô trong đó nữa. Em hát rất ngọt ngào. Nếu như mà không có để ý là có thể nghĩ là em đã hát nhạc bolero từ rất lâu rồi. Và cái này không phải dễ hát chút nào hết. Chỉ cần nghe cái câu cuối cùng Tiếng Lá Rơi Thềm là đối với Vũ là đã đủ 10 điểm rồi. Bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương Tiến Vương hát rất tốt. Chỉ có một cái điều cô muốn nói, hát làm sao không cho người ta biết mình là người Nam hay là người Bắc. Nhớ em tôi gọi tên, yeah. Chứ không có nhớ em tôi gọi tên là người ta biết mình người Nam hát. Nó khó cái phát âm chỗ đó nha. Cái Lý Mỹ Hưng qua cũng rất là hay. Và cái câu chót đúng như Dương Triệu Vũ nói, con xuống rất là nhẹ. Đẹp lắm. Và một lần nữa thì em rất là cảm ơn ban nhạc đã ủng hộ em hoàn thành tốt bài dự thi vừa rồi. Cũng như là em cảm ơn sự góp ý của ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn khán giả luôn ủng hộ em hết mình. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa chúc mừng Tiến Vương. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần cho thí sinh cuối cùng trong đêm nay, Đăng Nguyên. Ngày nào cho tôi biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết dồn dã buồn vui đời em dưới mưa. Vẫn như lòng say tình yêu lấp đầy, rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Cánh thiên đường đã mở hé, tình yêu là cháy táo thơm. Tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường là trôi trăm cuối cùng. Giấc mơ não nùng vội tan, là trôi trăng cuối cùng. Giấc mơ não nùng vội. Vâng, Đăng Nguyên vẫn là một tiếng hát đầy mê hoặc với những nốt cao. Hy vọng số điểm của bạn cũng sẽ rất cao. Chúng ta cùng xoay lại. 1, 2, 3. Yeah! Wow!
một số điểm rất cao. Xin mời chị Hải Phượng. Chào bạn. Bài này thì Phượng nghe lâu lắm rồi. Phượng nghe từ nhỏ, nghe rất là nhiều ca sĩ hát rồi. Nhưng mà hôm nay nhờ ban nhạc đánh quá hay, hòa quyện với cái giọng hát của bạn, làm cho mình cảm thấy thực sự là hôm nay mình không có phải là ở một cái cuộc thi, mà mình cảm thấy là mình đang sống trong một cái không khí tràn ngập cái niềm yêu thương. Cảm ơn bạn, hôm nay bạn đã mang lại cho chúng tôi cái cảm xúc giống như là lần đầu tiên được nghe và cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc trưởng chia sẻ. Khanh xin mời anh Minh Khang. Cảm ơn các anh em ban nhạc đánh một ca khúc rất hay từ tiếng violon đầu tiên. Có thể nói cái bản mà tập với em á, cái đoạn B thật sự không có bỏ nhỏ đâu. Cái điều này là cái điều thăng hoa trên sân khấu. Chính em dìu anh em ban nhạc, chính ban nhạc sẽ đưa em lên những cái đoạn cao trào đó. Cái điều đó là cái điều lúc nãy mới có. Thực sự cái điều đó là quan trọng nhất khi tất cả những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng hòa nhau, cùng feel được, cùng cảm nhận được giá trị ở chỗ đó. Cảm ơn nhà trưởng Minh Khang à. Bây giờ hãy xem tổng số điểm của Đăng Nguyên là 83 điểm và bạn đang đứng vị trí đầu tiên. Xin chúc mừng. 83 điểm, một cái số điểm cực kỳ cao mà ban nhạc đã cho Đăng Nguyên. Thực sự Đăng Nguyên rất rất là hạnh phúc. Rất cảm ơn ban nhạc đã giúp Đăng Nguyên có một cái phần trình diễn tốt như ngày hôm nay. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của Bảnh Dương Triệu Vũ. Đăng Nguyên thì có một cái giọng quá sức là tuyệt vời. Nó điêu luyện đến nỗi mình phải cảm động. Trong giọng của bạn nó có sự hoàn hảo cộng lẫn nên một cái tình cảm, cho nên làm cho mình lúc nào nghe xong cũng có một cái sự thăng hoa hết. Khi nghe bạn hát thì nó nâng tầm bài hát này lên một cái cách mới khi mà đánh theo cái hòa âm phối khí như thế này. Hôm nay đúng như là ngồi để thưởng thức âm nhạc chứ không phải là nghe thí sinh hát nữa. Cảm ơn mấy anh chị rất nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chị Triệu Vũ ạ. Em là một người ca sĩ, hát kỹ thuật có, nhưng quan trọng nhất là em có trái tim. Từng lời em nhả ra, từng cái cảm xúc của em từ trái tim em ra, cộng thêm với 10 trái tim đằng sau lưng em nữa, nó quyện lại thành một cái bài rất là tuyệt vời. Bữa nay là cái đêm đầu tiên anh ngồi và anh sướng. Chúc mừng tất cả mọi người. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Và một lần nữa cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Trúc Lai, Tiến Vương và Đinh Trường. Các bạn sẽ cùng với Đăng Nguyên vượt qua một thử thách của chương trình. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho bốn bạn. Chương trình của mình ngày hôm nay có hai cái thử thách. Và bốn bạn đầu tiên đã phải vượt qua cái thử thách lúc đầu, đó là cùng hát và thể hiện tình cảm với chú Trăng rồi. Bây giờ các bạn sẽ vượt qua thử thách cái massage sung điện. Không biết các bạn có thích cái thử thách này không? Trúc Lai, Khanh muốn biết cảm xúc của bạn. Dạ không anh ạ. Khanh sẽ đổi con Trăng cho bạn ha. Anh ơi đừng. Và như Khanh đã chia sẻ, các bạn sẽ hát với lại một chiếc sung điện được gắn trên người. Và khi các bạn hát ca khúc Cười Lên Đi thì những chiếc sung điện sẽ hoạt động với mục đích là massage cho các bạn. Và khi mà massage nó sẽ có nhiều cấp độ. Và đầu tiên hai bạn thi trước sẽ là Tiến Vương và Đinh Trường. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vượt qua thử thách của Đinh Trường và Tiến Vương và ca khúc Cười Lên Đi. Phải luôn tươi cười nha các bạn. Cười lên đi, cho đời sáng tươi. Buồn làm chi, buồn làm chi, ôi cái mặt xóm qua. Cười lên đi, nỗi buồn sẽ qua. Cười thật to, xưa ta đi muôn phiền. Cười lên đi, rồi đời sáng tươi. Buồn làm chi, ôi cái mặt xấu qua. Cười lên đi, rồi buồn sẽ qua. Cười thật to, xua tan đi muôn phiền. Cười lên đi, cho đời sáng tươi. Buồn làm chi, ôi cái mặt xấu quá. Cười lên đi, cho đời sáng tươi. Cười thật to, xua tan đi muôn phiền. Wow, rất tuyệt vời. Khanh cảm thấy Trúc Lai và Đăng Nguyên đang rất là nóng lòng rồi. Xin mời hai bạn bước lên đây. Mời lên. Bây giờ đến lượt trải nghiệm thử thách của Trúc Lai và Đăng Nguyên. Xin mời.
Em làm gì đâu. Lên. Các bạn phải nhớ là luôn hát nha. Ê. Cười lên đi, cười lên đi cho đời sáng tươi. Buồn làm chi, buồn làm chi, ôi cái mặt sống qua. Cười lên đi, cười lên đi, nỗi buồn sẽ qua. Buồn thân ta, tới đi buồn phía ra. Cười lên đi, cười lên đi, nỗi buồn sẽ qua. Buồn làm chi, buồn làm chi, ôi cái mặt sống qua. Khanh xin mời Đinh Trường và Tiến Vương chúng ta cùng lên đây. Nãy giờ là thí sinh, bây giờ chúng ta sẽ đến một phần phụ. Đó chính là ban giám khảo sẽ thử. Nếu như chúng ta đã từng theo dõi ban nhạc Quyền Năng mùa đầu tiên, cả triệu triệu khán giả, ai cũng đã từng chứng kiến lời hứa của anh Dương Triệu Vũ. Bây giờ chị mới cho em giật nào. Để làm sao? Ngoài anh Vũ phải thử thì anh Bách cũng phải thử luôn. Đương nhiên đấy là cái này em phải hỏi cái bạn kỹ thuật viên là anh xin thử luôn. Anh Vũ ơi, hồi nãy anh là người điều khiển để các bạn bị giật, bây giờ anh phải nếm cái cảm giác đó để anh chấm các bạn cho nó chính xác. Và bây giờ sẽ là phần vượt qua thử thách của anh Dương Triệu Vũ và anh Hoàng Bách. Ca khúc Han thể hiện sẽ là ca khúc Tình Có Như Không. Đăng Nguyên, Đinh Trường chuẩn bị nha. Bài hát xin được phép bắt đầu. Cẩn thận nha Đinh. Cha 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 nha. Hey. Tình là tình nhiều khi không mà có. Hey. Là tình nhiều lúc không có. Tình xuân sao như giọt nắng lên cao cho. Tình phôi pha như là giấc chiêm bao. Tình là tình tìm nơi đâu cũng có. Tình em tình yêu đâu có như không. Này em ơi em đẹp quá đi thôi. Áo học trò trắng xóa trong lòng tôi. Này em ơi có phải lúc ta yêu ta vụng về chơi với trong biển khơi. Ôi chân tình nào chờ em nơi đường vàng. Hey! Ở tình nào là có như không. Tình ơi thì mà có. Ở đời này mãi xa châu. Vậy là bây giờ anh đã cảm nhận được hết những cái gì mà thí sinh đã trải qua đúng không? Mà cái giải thưởng của người thắng là như thế nào? Dạ, đâu? Là mình được chỉ định ai sẽ làm đâu? Cái này cuối cùng. Ok. Và kính thưa quý vị, trong chương trình của Ban Nhạc Quyền Năng thì nó sẽ luôn luôn có những cái thử thách bất ngờ. Và hôm nay thử thách bất ngờ sẽ đến với Bạch Công Khanh. Chỉ cần bạn giới thiệu đầy đủ tên từng thành viên của ban nhạc trên nền nhạc rất quen thuộc của Ban Nhạc Quyền Năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đơn giản nhất của đêm hôm nay. Mở đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Nhạc Quyền Năng. Xin giới thiệu piano anh Khoa. Guitar solo tân phong. Guitar bass thất tân. Và bây giờ percussion mất ga. Bên cánh trái đó là đàn tranh nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Saxophone Quang Trung. Wow. Tay trống Công Thành. Và nhạc trưởng nhạc sĩ Minh Cang. Rất cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.
thương em nhiều hơn hôm qua tí. Bốn bạn thí sinh chúng ta đã vượt qua phần thử thách của mình, và ngay bây giờ sẽ là thời gian để ba thành viên trong ban giám khảo cùng thống nhất và cho điểm 10 một trong số bốn bạn ở đây. À, cô gái chắc chắn là không được rồi, tại thứ nhất em không hát và thứ hai là em toàn là khóc không à. Đàn Nguyên thì cũng ok nhưng mà chưa có để lại nhiều ấn tượng lắm. Hai người mà thử đầu tiên mới là dễ sợ. Thì bây giờ anh là người sẽ đại diện cho hai cô chú ở đây để mà cho cái điểm. À, cho Tiến Vương 10 điểm. Một điểm 10 duy nhất ở phần thi thử thách này dành cho Tiến Vương. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại 8 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm nay. Xin mời Tiến Vương, Trúc Lai, Phạm An Tuyên, Đăng Nguyên, Yến Nhi, Khắc Minh, Đinh Trường, Vũ Công Tuấn. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta là 8 thí sinh đã hoàn thành phần dự thi của mình trong đêm nay. Chúng ta cùng quay lại màn hình xem điểm. Thứ hạng hiện tại của các bạn, vị trí đầu tiên Tiến Vương 86 điểm, vị trí thứ hai Đăng Nguyên 83 điểm, vị trí thứ ba Phạm An Tuyên 81 điểm, vị trí thứ tư Yến Nhi 80 điểm, vị trí thứ năm Đinh Trường 78 điểm, đồng vị trí thứ sáu là Khắc Minh và Trúc Lai với 74 điểm, và vị trí thứ tám Vũ Công Tuấn 62 điểm. Đây là số điểm của các bạn được cộng thêm điểm 10 ở phần thi thử thách. Và bây giờ mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ có duy nhất một điểm 10 để dành tặng cho một trong số 8 thí sinh có phần dự thi xuất sắc nhất. Và đầu tiên, Khanh xin được mời cô Phương Dung. Cô có ấn tượng và tặng 10 điểm cho Đăng Nguyên. Đăng Nguyên, một điểm 10 từ giám khảo Phương Dung. Và tiếp theo, xin mời nghệ sĩ Chí Tài. Điểm 10 này tặng cái người rất là dễ thương. Trúc Lai. Trúc Lai, xin chúc mừng Trúc Lai có một điểm 10 từ nghệ sĩ Chí Tài. Vũ sẽ cho 10 điểm. Đinh Trường. Chúc mừng Đinh Trường với điểm 10 từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Và thứ hạng hiện tại của các bạn, vị trí đầu tiên Đăng Nguyên 93 điểm, vị trí thứ hai Đinh Trường 88 điểm, vị trí thứ ba Tiến Vương 86 điểm, vị trí thứ tư Trúc Lai 84 điểm, vị trí thứ năm Phạm An Tuyên 81 điểm, vị trí thứ sáu Yến Nhi 80 điểm, vị trí thứ bảy Khắc Minh 74 điểm, và vị trí thứ tám Vũ Công Tuấn 62 điểm. Thí sinh cao điểm nhất ở tập này là Đăng Nguyên sẽ được cộng 10 điểm và sẽ là người hát đầu tiên ở tập thi tiếp theo. Xin chúc mừng Đăng Nguyên. Và hai thí sinh có số điểm thấp nhất, các bạn sẽ song ca với nhau một bài hát. Ca khúc này đã được các thành viên trong ban giám khảo lựa chọn từ trước. Đó là ca khúc Định Mệnh, một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Thôi nhé em, đừng nhiều hơn sầu, đừng thương tiếc để rồi xa đừng trách chi đã lỡ duyên đời, hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để Chúa xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi, tình yêu mất đi còn đâu. Anh đâu lỗi hẹn mà đời lại xuôi, ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Thôi nhé em, đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt
đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc môi duyên ban đầu từ đây chết trong lòng đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc môi duyên ban đầu từ đây chết trong lòng. Xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài hãy đưa ra quyết định của mình. Khắc Minh thì hát rất là tình, nhưng mà anh thấy cái cậu bằng áo sơ mi này hát nó có vẻ mộc mạc hơn tí. Anh sẽ chọn cái cậu bằng áo sơ mi. Một phiếu chọn của nghệ sĩ Chí Tài dành cho Vũ Công Tuấn. Khanh xin mời cô Phương Dung. Cá nhân cô thì cô chọn cái người mập cà phê sữa. Một phiếu chọn của giám khảo Phương Dung dành cho Khắc Minh. Như vậy là tỷ số đang là một đều. Người quyết định sẽ thuộc về anh Dương Triệu Vũ ạ. Cái bài này hai bạn hát thì mỗi người một màu khác nhau, cho nên mình khó để mà mình đo lường lắm. Theo Vũ á, thì Vũ nghĩ là Vũ sẽ dành cái phiếu chọn này cho Khắc Minh. Chúc mừng Khắc Minh. Như vậy là Khắc Minh đã giành được 2 phiếu chọn trên số 3 vị giám khảo. Như vậy bạn đã hợp lệ cùng bước tiếp với các thí sinh còn lại vào vòng trong. Và chúng ta đành phải nói lời chia tay với lại Vũ Công Tuấn, không sao. Và chúng ta vẫn luôn luôn nhớ một tiếng hát, một ngoại hình rất là mộc mạc chân thành của Vũ Công Tuấn. Chúc bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và giữ đam mê với nghề, đặc biệt có thật nhiều kỷ niệm đẹp với ban nhạc Quyền Năng. Và bây giờ xin mời 6 thí sinh còn lại chúng ta cùng lên đây để hát một ca khúc để chia tay với Vũ Công Tuấn. Ok, chia tay xa nhau, đường em cứ đi, cứ bước tiếp bên người em đã chọn. Để đây okay, mãi đây xa nhau, đường em cứ đi, hãy cứ bước bên mình. Và xin mời ba vị ban giám khảo chúng ta cùng quay trở lại sân khấu. Trước mắt chúng ta là 7 thí sinh xuất sắc nhất được bước tiếp vào vòng trong. Trúc Lai, Yến Nhi, Phạm An Tuyền, Đinh Trường, Khắc Minh, Tiến Vương và Đăng Nguyên. Và các bạn thân mến, chúng ta lại tái ngộ trong chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Trong đêm nay chúng ta sẽ phải chia tay với 2 thí sinh và 5 thí sinh được chọn tiếp tục vào vòng trong. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ 3 vị giám khảo của chương trình. Xin được giới thiệu nữ danh ca Phương Dung, danh hài Chí Tài và nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Bạn Công Khanh rất vui khi được gặp lại 3 thành viên trong ban giám khảo. Và hôm nay lại là một tuần nữa chúng ta phải làm việc rất căng thẳng. Và câu hỏi đầu tiên dành cho danh hài Chí Tài. Trải qua đêm đầu tiên với vị trí giám khảo, cảm xúc hiện tại của anh Chí Tài là gì ạ? Mình vẫn là 2 chữ thôi, cũng sung sướng. Tại vì mình đã tìm được những tài năng tỏa sáng còn ở lại. Tới đêm nay là phải hơi cân nhắc một chút xíu, loại thêm 2 người nữa. Thành ra là phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì phải từ từ, hãy nhường cho Hoàng Thái Hậu quyết định. Dạ, không biết cô Phương Dung thì sao ạ? Tình hình là bây giờ các bạn thí sinh hát quá tốt, mà càng vào vòng trong là hát càng hay hơn. Bây giờ mình có khó khăn để lựa chọn không cô?
Rất khó khăn cho ban giám khảo, tự vì rất là căng thẳng. Em nào hát cũng hay hết á. Dạ, cảm ơn cô Phương Dung ạ. Và anh Dương Chữ Vũ ạ, có một cái thí sinh nào khiến cho anh quyết định mà anh phải rất là đắn đo không anh? Nói chung tới cái vòng này thì thí sinh nào cũng có khả năng rất là tốt, rất giỏi hết. Bây giờ còn tùy thuộc vào cái sự may mắn. Nếu như mà làm tốt được thì sẽ đi tiếp, còn nếu như không tốt thì sẽ có khả năng loại. Thì bây giờ loại tới 2 người lận. Yeah. Cho nên là cái xác suất cũng khá là căng thẳng. Hy vọng rằng tất cả các bạn thí sinh sẽ gây được ấn tượng mạnh với ban giám khảo để nhận được những điểm cộng từ ban giám khảo. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và xin mời ban giám khảo chúng ta cùng trở về vị trí là những chiếc ghế quyền lực của mình. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay chúng ta có sự tranh tài của 7 thí sinh và luật chơi vẫn rất đơn giản. Mỗi bạn thí sinh sẽ hát một ca khúc, các thành viên trong ban nhạc sẽ chấm điểm cho các bạn theo thang điểm 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10 điểm. Tổng số điểm của tất cả các thành viên trong ban nhạc, chúng ta sẽ có số điểm tạm thời dành cho mỗi thí sinh. Và 7 thí sinh cũng sẽ được chia ra thành 2 nhóm, chúng ta tham dự 2 phần thi thử thách của chương trình. Và sau đó chúng ta sẽ đến với phần cộng điểm từ ban giám khảo. Mỗi thành viên trong ban giám khảo vẫn sẽ có duy nhất 1 điểm 10 để cộng cho một trong số 7 thí sinh mà họ thích phần dự thi của các bạn nhất. Tổng kết 3 số điểm lại, chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng dành cho các bạn thí sinh trong đêm nay. Và 3 bạn thí sinh cao điểm nhất sẽ được bước tiếp vào vòng trong. 4 bạn thí sinh còn lại, chúng ta sẽ phải chia thành 2 cặp để thi đấu song ca với nhau và chọn ra 2 thí sinh cùng bước tiếp với 3 bạn thí sinh vừa rồi. Và 2 ca khúc chúng ta sẽ cùng song ca ở phần thi đấu sing off, đó là ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình và ca khúc Thương Nhau Ngày Mưa. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho thí sinh có điểm cao nhất tuần rồi mở màn đêm thi hôm nay. Xin mời Đăng Nguyên. Anh dầm trường mê mãi, đời chia như nhánh sầu. Phong thư tình ngày dài và vài môi rất mềm, những hẹn hò cuồng quyến trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong trăng như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu, ôi nhắm che rồi trở lại một màu tan mút trời. Đó là Đăng Nguyên, một tiếng hát đã giành được rất nhiều những số điểm tuyệt đối từ các thành viên trong ban nhạc ở tập trước. Chúng ta cùng xoay lại xem số điểm của ban nhạc nha. 1, 2, 3. Wow, rất nhiều điểm chính. Và đầu tiên, Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách,
hôm nay thì em có một cái phần trình diễn rất tốt, không có điểm gì để chê cả. Nhưng nếu để có gì để nhớ, để người ta suýt xoa, để người ta ồ òa lên thì hôm nay là hơi tiếc là nó chưa thấy. Lần trước đặc biệt hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Còn anh Khoa ạ. Em hát rất tốt, tròn trịa. Ngay từ đầu nó chính xác. Nhưng em bị một cái là bài này em xuống nhưng nó thấp á, nó hơi mờ. Bài này em hát vẫn chưa đủ lấy điểm 10 được. Cảm ơn anh Khoa. Cảm ơn. Tổng số điểm dành cho Đăng Nguyên, xin mời. 78 điểm. Đây là số điểm đã được cộng vào 10 điểm ở tuần trước bạn đạt được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của anh Dư Triệu Vũ ạ. Khi hát Bossa Nova đó, đối với Vũ là Đăng Nguyên hát nó còn bị hơi cứng nhắc tí xíu. Và giọng nó cũng hơi bị mạnh. Có thể nó phải có nhiều cái nuance tí xíu. Mình cứ đều thì nó làm cho cái bài Bossa Nova nó sẽ không có cái điểm nhấn. Nhưng mà cái điểm này rất cao mà bạn còn được thêm bonus 10 điểm nữa. Cho nên chắc cũng không có gì phải lo lắng đâu. Cố lên. Cảm ơn Dư Triệu Vũ ạ. Cảm ơn. Còn cô Phương Dung ạ. Cái bài này đó, Đăng Nguyên hát á, đối với Nguyên dễ dàng lắm. Nó không có cái gì để cho con show ra cái giọng của con và cái tài năng của con. Không có cái gì để cho mình cạnh tranh với những người sau mình à. Bởi vì vô tới vòng này rồi phải là một cái tay bản lĩnh lắm. Nếu có cơ hội đi tiếp vào những vòng sau, Đăng Nguyên sẽ cố gắng chọn những cái bài phù hợp nhất với lại khả năng của mình để có thể là thỏa lòng ban nhạc cũng như là các vị giám khảo. Ban nhạc cho 9 điểm đó là ưu ái lắm rồi đó. Cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa cảm ơn Đăng Nguyên đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc được mang tên Ta Chẳng Còn Ai. Và tiếng hát của thí sinh Trúc Lai. Cay.
đó là Trúc Lai. Wow, Trúc Lai ơi, tại sao cứ luôn hát hay như thế này mà còn xinh đẹp nữa, ai mà chịu nổi hả? Bây giờ hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xin mời. Wow, xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Thật sự lâu lắm rồi mới cảm thấy sung sướng như vậy. Nghe lại cái bài này, một cái bài rất là nổi tiếng, mang rất là nhiều tâm trạng. Và cái phần bè của Bách cũng hay nữa, nghe quá thích thú đi. Cho nên là Phượng thấy điểm 10 không có gì là quá đáng hết. Chia cho anh nha, chia cho anh nha. Tuy nhiên là có thể em nghe bài này quá nhiều một người khác hát, cho nên là đôi lúc chị không nhận ra giọng Trúc Lai mà chị nhận ra giọng của một người khác. Em có cá tính riêng của em và em có một cái giọng đặc biệt không giống ai hết, nên làm sao để mình có thể giữ được cái riêng của mình mà đừng để lẫn vào người khác. Thật sự cái nhận xét của chị Hải Phượng có một cái phần đúng. Cái nốt trầm của em mới đầu thì em đang bị nghẹn, kiểu như là buồn á, nên là khi hát cái cảm giác nó út nghẹn. Nhưng mà thực tế là em không hề làm giống chị Phương Thanh. Cảm ơn chị Phượng ạ. Thanh xin mời anh Hoàng Bách. Em đồng ý với chị Phượng là cái đoạn đầu á thì anh thấy là em có nức nở, nó hơi giống bà chị thân của anh một chút. Nhưng rất là may, bắt đầu từ khoảng những cái đoạn sau thì em làm rất tốt và nó hoàn toàn mang cái tình cảm của em, mang cái nỗi buồn của em. Hôm nay nhìn mặt em rất là thảm và nó rất là hợp với cái bài này. Hôm nay là sao? Như nào? Tình yêu là như nào? Đúng rồi, tại sao có chuyện buồn nãy bạn anh mới nói? Anh ấy lấy vợ mất rồi hay là như nào? Dạ, thật sự là người yêu em chia tay em. Và người ta có một cái cuộc tình mới. Anh chia buồn với cậu đó luôn. Em thích thì anh có cả một đội banh ở bên cạnh mình. Từ mét 6 cho đến mét 85 đầy đủ hết. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách ạ. Khanh mời anh Minh Kha ạ. Ca khúc này đó, cái nốt xuống của em á, khúc đầu hát nó chưa có tròn chữ. Phần sau của em rất là tốt. Giống như vậy trước nhắc em á, là phải bộc hết ra và có một cái gì đó điên điên và có phá cách ra, và em đã làm được cái điều đó, anh rất thích. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Minh Kha. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai là bao nhiêu. Xin mời. 82 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Dạ, con mời cô Phương Dung ạ. Với cái giọng hát và khủng khiếp như vậy, dưới này á, ba người này vừa chắc lưỡi vừa khen. Một cái giọng hát cao vút nhưng mà không có ráng. Và với một cái sắc vóc như vậy thì thanh sắc em có đủ hết rồi. Em chỉ còn cần một cái bài hợp với mình để tỏa sáng và làm thành danh cái tên Trúc Lai của em. Đó là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Hát chính bằng giọng của mình thì nó sẽ là cái hay, cũng như chị Phượng nói. Nên như vậy, đừng có hát giống người khác. Và gương mặt lúc nào cũng gây ấn tượng với anh hết. Nhưng mà phải cảm ơn Bách hát bè hay quá. Dạ. Hỗ trợ hơn nữa. Mọi người không biết hả, người mà trùm bè là Chí Tài. Tất cả những cái bài hát mà khó nhất là toàn là Chí Tài bè không? Mê anh lắm. Biết bè luôn. Dạ. Mê lắm. À. Nhất là nhạc của chị Phi Nhung. Phải xin lên mà không cho. Hình như em hát cho chính cái tâm sự của mình, cho nên là mọi người ở dưới đây nổi da gà, bắt đầu cảm thấy hứng khởi bởi cái câu chuyện của em. Bởi cái sự đau khổ, chứ không phải câu chuyện. Nó đau khổ mới hát được vậy chứ. Nhưng mà cái đau khổ này là một cái rất cần thiết cho em ngay lúc này. Đôi lúc mình phải cần có nước mắt, mình mới biết hạnh phúc là gì. Em đẹp như thế này, hát hay như thế này thì chắc chắn là tiếc. Em biết cách nào làm cho người ta tiếc nhiều nhất không? Lúc nào mình cũng phải hạnh phúc hơn người ta. Anh Vũ ơi, đôi khi những lời khen lại khiến người ta rất khóc mà. Khóc cho vui đi, rồi xong rồi ngưng. Vậy đi. Cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng Trúc Lai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một liên khúc gồm 3 bài hát: Gánh Hàng Rong, Quan Gánh Mẹ Tôi và Mẹ Tôi. Xin mời Yến Nhi. Thank you.
gánh thân gầy đôi chân bước, cất tiếng sao sao đồng gió hè. Khuya sớm lanh canh tiếng gọi mời, áo xanh vai sơn đầy âu lo. Trên phố đông người đôi quang gây, có tiếng ai sao nhiều nỗi niềm. Vai đôi gánh hàng xóm dù lên đời tôi từng ngày, khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên. Rồi vành thoáng tìm đâu, con không khóc khi cài hoa trắng, vì trong hoa con thấy mẹ cười. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn từng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện, Yến Nhi thân mến, tất cả mọi người đã đứng lên vỗ tay cho bạn. Rất hay, rất cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc chấm bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Wow, một số điểm rất là cao. Anh hỏi anh Trung ạ. Em hát mà anh cũng rớt nước mắt dèm luôn nha. Cảm động vô cùng. Lần đầu tiên anh cho điểm 10 trong cái cuộc thi này. Anh thích cái tiết mục này lắm. Cảm ơn anh Trung ạ. Anh muốn nghe chia sẻ của anh Thảo ạ. Cái phần thể hiện của em rất tốt. Đúng ra là anh chỉ cho em 9 thôi. Em phải giữ như thế nào khi mà em hát á, em làm cho người ta khóc. Em phải dằn nén cái cảm xúc của em xuống. Em hát mà em khóc em sẽ bị lạc giọng. Cái khúc sau đó em lấy lại rất là tốt. Chính vì vậy mà anh phải cho em 10 điểm thôi. Nhi đã đặt quá nhiều tình cảm của mình vào bài hát này nên có những chỗ không được như ý muốn. Cảm ơn anh Thảo ạ. Khanh xin được hỏi anh Hoàng Bách. Nhi sử dụng cái cảm xúc của mình rất là tốt. Nhưng cái đoạn đầu á thì rõ ràng là em đang bị lo lắng, tại vì em đặt quá nhiều tình cảm vào cái bài này. Đây là một cái bản mashup 3 bài hát. Như vậy là mình tự đánh đố bản thân của mình. Bởi vì 3 cái bài hát dù nó cùng là về mẹ, nhưng cái ý tứ của từng tác giả nó sẽ khác nhau. Và cái lối tư duy của mình nó cũng sẽ bị phân chia ra thành 3 lần. Nên là có những cái đoạn anh thấy em hơi bị băn khoăn một chút. Và anh nghĩ là không phải mình anh nhận ra cái điều đấy. Thì đáng tiếc anh chỉ cho 9 được rồi. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Yến Nhi là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của Phương Dung ạ. Liên tiếp 2 thí sinh ra dự thi đều có những giọt nước mắt. Một người là vì tình yêu và một người vì tình mẫu tử. Em hát 3 bài này liên kết với nhau hết sức cảm động. Với cái hình ảnh background là người mẹ của mình, cô Phương Dung khi mà nói về mẹ hay khóc lắm. Cô 11 tuổi từ Gò Công lên Sài Gòn.
dự thi ca sĩ, cô phải có một cái sự ủng hộ rất lớn của mẹ mình. Và vậy mà cô vào tới chung kết. Cái phần trình diễn này cô rất là tán thưởng em. Em hát bằng cả trái tim của mình và một cái sự liên kết quá tuyệt vời với sự hòa âm phối khí của ban nhạc. Rất cảm ơn ban nhạc và cảm ơn em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Khanh xin mời danh hài Chí Tài ạ. Anh có lời khen Yến Nhi là bữa nay make up mặc đồ rất là hợp với cái tiết mục của em hát. Và em đã truyền hết cái cảm xúc của em tới cho tất cả ban nhạc, đặc biệt là cái anh thổi kèn. Anh nói mà anh nức nở. Thật ra là không phải mình ảnh đâu mà anh cũng khóc đó. Hồi nãy quay trong kiếm cái cô trợ lý tính lấy khăn giấy để chậm chúng thôi, sợ lên hình nó xấu. Nhưng mà thôi nãy giờ nuốt vô luôn rồi. Thật ra là anh chỉ chúc mừng em có một cái tiết mục biểu diễn thật là tốt. Đối với Vũ đây không còn là một cái tiết mục thi nữa, mà nó là một cái tiết mục biểu diễn. Em gửi gắm rất nhiều tình cảm vào cái bài hát này. Và cái đoạn mà làm cho Vũ cảm động nhất là chính là bài Mẹ Tôi. Khi mà em hát xong thì anh không cần biết là em có lỗi gì hay không lỗi, nhưng mà cái cảm xúc mà em gửi đến anh á, và một cái sự biết ơn dành cho cha mẹ, đó lý do tại sao mà cả ba người dưới đây đều đứng lên ở ngay cái đoạn cuối. Cho nên tiết mục này em rất thành công. Chúc mừng em. Một sự thành công của bạn là đã lay động được hết tất cả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Đến thời điểm này, điều mà em sợ nhất là không còn nhìn thấy mẹ của em nữa. Nhưng mà ngày hôm nay bạn đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Cái người quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời con người đó là người thân mình, và đặc biệt là ba mẹ. Thông điệp rất là đẹp đến từ Yến Nhi ạ. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Yến Nhi đã hoàn thành phần dự thi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại nhóm thí sinh đầu tiên cùng vượt qua thử thách. Xin mời Đăng Nguyên, Trúc Lai và Yến Nhi. Khanh tin chắc rằng tất cả quý vị ở đây đang rất là thắc mắc, không biết là trò chơi các bạn sẽ trải qua đó là gì. Các bạn sẽ phải mô phỏng lại âm thanh của những nhạc cụ mà các bạn đang cầm trên tay với tiếng huýt sáo của Đăng Nguyên, đó là tiếng huýt sáo bình thường bởi vì Khanh không làm được. Tiếng đàn bầu của Trúc Lai đó là là ưng ưng ưng. Yến Nhi với tiếng guitar đó là tiếng tưng 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 tưng. Trong vòng 60 giây dành cho từng bạn, các bạn sẽ diễn tả làm sao cho ban giám khảo có thể đoán được đúng thật nhiều tên bài hát. Ai có số lượng bài hát được ban giám khảo đoán đúng nhiều hơn, thêm phần duyên dáng của các bạn và âm điệu của cái nhạc cụ bạn diễn tả nó có đúng hay không, người đó sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Và thí sinh sẽ thi đầu tiên đó là Đăng Nguyên. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Đăng Nguyên ạ. Ca khúc nào bạn cảm thấy không thể hiện được liền có thể kêu Khanh bỏ qua. 60 giây bắt đầu. Mời giám khảo. Anh Chí Tài ạ. Bay gì ạ? Bay bay bay. Bay bay bay. Ta 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 ta. Chân tình. Chính chân xác. Tình. Tiếp theo. Bài này rất quen. Ta 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 ta. Nước quỳ ạ. Còn nhớ tên gì ạ? Tiếp tục. Cỏ húa. Chính xác. Cỏ húa, cỏ húa. Đường xa ước mưa. Chính xác. Chiếc áo bà ba. Không, chính xác. Bạn có thể bỏ qua. Hết thời gian. Như vậy là Đăng Nguyên đã hoàn thành phần thử thách của mình với tổng số bài hát đoán được từ ban giám khảo là 4 bài. Chúc mừng Đăng Nguyên, bây giờ bạn sẽ lùi lại để ủng hộ tinh thần cho Trúc Lai. Và bây giờ thời gian của bạn 60 giây
bắt đầu. Ta 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 ta, cô cho em phiêu bé ngoan, cả nhà đều vui. Gọi đò. Chính xác. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ. Con còn bé bé. Không chính xác. Không chính xác. Con còn bé bé. Dạ không chính xác. Bỏ qua. Sao anh ở đành quên. Chính xác. 6, 5, 4, 3, 2. Rất tiếc thời gian đã hết. Và số bài hát đoán đúng của ban giám khảo là 2 bài. Xin chúc mừng Trúc La, bây giờ sẽ là phần dự thi của Yến Nhi. Xin mời bạn, 60 giây của bạn bắt đầu. Tưng 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 tưng. Qua đi anh. Tiếp. Tưng 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 lòng người là chuối bị nhớ. Hết thời gian là gì ta. Và ban giám khảo đã đoán được 2 bài. Một lần nữa xin mời Đăng Nguyên và Trúc La chúng ta cùng bước lên đây ạ. Chúc mừng ba bạn, chúng ta đã hoàn thành phần thử thách của mình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban giám khảo. Bây giờ quyết định. Và quyết định của ban giám khảo là người mà đoán nhiều nhất, Đăng Nguyên. Và Đăng Nguyên đã được 10 điểm từ ba thành viên trong ban giám khảo. Chúc mừng Đăng Nguyên. Một lần nữa cảm ơn ba bạn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo, Khắc Minh. When I am down and all my soul so weary, when troubles call and my heart burning be, then I'm still weary the silence until you come and see the one with me. You raise me up so I can stand to my turn. You raise me up to walk on stormy seas. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Mountains, you raise me up to
Tất cả mọi người đứng lên rồi, bạn đã hiểu rồi ha. Xem số điểm của bạn. 1, 2, 3. Wow. Duy nhất một điểm 10. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Bạn đã làm cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi vì cái tập này rõ ràng là bạn đã khoe được hết cái giọng của mình. Cái nội lực của bạn á truyền ra và có thể cảm nhận được trong cái khán phòng này. Chúc mừng bạn đã có một cái màn trình diễn rất là thành công. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của anh Hoàng Bách. Vẫn là một phần trình diễn tốt, nhưng nó chưa đạt được cái kỳ vọng để anh cho điểm 10. Bởi vì cái bài hát này ngoài cái phần tôn vinh, phần tình cảm, cái bài này nó nói đến những cái thứ mà rộng rãi, lớn nhất của thế giới này. On mountains, on seas, vượt qua được những ngọn núi, bơi được qua biển khơi, nó lớn lao lắm, nó cần thêm một cái chút mạnh mẽ, cứng rắn và cái độ rộng của cái giọng hát trong đó nữa. Đoạn cuối em dám phiêu lưu với cái giọng rất là dày của mình, là em lên giọng gió rất là khó, nhưng để mà nói cái bài này, cái điểm mấu chốt của nó ở những cái đoạn rộng rãi á, anh rất tiếc là em chưa làm tới, em phải luyện thanh nhiều hơn. You raise me up, nó thiếu cái độ rèn ở trong. So I can stand on mountains. Thiếu một chút xíu như vậy. Mình đã dám chinh phục, mình đã dám đương đầu với những cái khó khăn, những cái thử thách này. Nhưng mà còn hơi lỏng lẻo chút xíu. Anh rất là tiếc, rất là tiếc. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta cùng xem tổng số điểm của các thành viên trong ban nhạc dành cho Khắc Minh. Xin mời. 82 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Khắc Minh là Khắc Minh đang đồng hạng 2 cùng với Trúc Lai. Chúng ta sẽ nghe những chia sẻ đến từ các thành viên trong ban giám khảo. Cô mời cô Phương Dung ạ. Đối với cô Phương Dung, em nên chú ý, đừng có nên luyện quá rồi nó ngã về technique, nó không còn hồn nữa, nó khô và nó cứng ngắc à, thì không hay. Đa số những người mà dự thi, có một số họ gò, chứ không phải là cái giọng tự nhiên. Nhưng mà giọng của Khắc Minh cô rất là thích. Đó là chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Khanh xin mời anh Chí Tài. Tôi chưa thấy là cái cậu này với mà cái giọng của cậu là giọng bass mà cậu hát như vậy bữa nay là quá tuyệt vời rồi đó. Là thích nhất là cái đoạn chót em dám lên cái giọng ốc. Những cái lúc lên cao đó là em hát nó thoát. Anh có lời khen em. Cảm ơn mời giám khảo. Cảm ơn Khắc Minh đã hoàn thành phần dự thi của mình. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một tiếng hát, một giọng ca đã làm cho chúng ta rất bất ngờ ở tuần trước. Xin mời Đinh Trường. Khi vừa sinh ra tôi đã không nhà,
không cha không mẹ, không có họ hàng. Người đời mỉa mai dối cha, đêm đêm lạnh lùng bút ra, nằm có gió giữa bao người qua. Xin đời ban ơn lưng chén cơm thừa, tôi sống âm thầm như kiếm bọt bèo. Người ta gấm hoa trái lôi, riêng tôi mịt mù tắm tôi, bởi sinh thời có ai tròn đường mẹ cha. Người ơi, tôi phải làm sao giữa đời phồn hoa, không nơi nương nhờ, không có người thân. Số phận hầm hiu chợt nghe rơi đầy nhiều đêm, tự hỏi trong lòng mẹ cha giờ đang ở đâu. Đời ơi, xin đừng bỏ tôi gì đâu, không cha không mẹ, không có người thân. Mở lòng thương tôi vì tôi không có ra vàng, vì tôi cũng kiếp con người. Xin trời cho con về với gia đình, dù chỉ một lần trong giấc mơ về, rồi mai thức tỉnh cơn mê. Tôi cam chịu đời gian khó, bởi thôi đời hay miệt thì còn hoang. Rồi mai thức tỉnh cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó, bởi thôi đời hay miệt thì còn hoang. Và đó là Đinh Trường. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc cho Đinh Trường bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Em quay lại được 3 điểm 10 từ em rất là hạnh phúc. Và em xin cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Một tiếng hát quá lay động cảm xúc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách. Thực sự em hát 2-3 câu đầu là anh muốn khóc rồi. Anh ít nghe dòng này lắm. Anh ít gặp được những cái giọng hát tự nhiên như này. Nhưng mà tự nhiên này là có kỹ thuật trong đó chứ không phải là tự nhiên không. Hơi rất là đầy đủ. Nếu các bạn có để ý thì là câu cuối dài như vậy, bạn lấy có một hơi. Và anh cứ chờ xem ông này có hụt hơi đoạn cuối không, thì hầu như không hụt. Và những cái đoạn lên cao rất là thoải mái, rất là tình cảm. Có đôi khi là mình cũng hơi có những lúc mình trách cha, trách mẹ là vì những chuyện này chuyện kia trong gia đình. Nhưng bây giờ thì mình thấy là mình quá may mắn rồi. Và thực sự là tự nhiên cái bài hát, một cái bài hát rất đơn giản của em thôi, nó làm anh có quá nhiều cảm xúc như vậy, thì không có lý do gì là anh không cho 10 điểm cả. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Và ngày hôm nay Đinh Trường lại mang đến một hình ảnh rất lãng tử, vừa ôm đàn guitar vừa hát. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nhạc trưởng, nhạc sĩ Minh Khang. Tập 10 hôm nay sao mà nước mắt thí sinh nhiều thế nhỉ? Dạ, và rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Anh muốn ca khúc này em đừng hát cách kỹ thuật, đừng xử lý một cái cách gì nó bolero lắm. Em cứ làm đơn giản, mộc mạc, càng chân chất bụi đời thì nó sẽ càng ra ca khúc này. Bởi vì ca khúc này anh Hồng Phiên Long anh viết theo ý tưởng của anh. Những cái lời của anh nói, anh Hồng Phiên Long anh chắp cánh cho em viết cho ca khúc này. Những đứa con hoang khi cha mẹ sanh ra bỏ đi. Và trong cuộc đời này không ai chọn được cha mẹ mình, không ai chọn được nơi mình sinh ra, không ai chọn được anh chị em. Thì em làm sao em hát được, toát lên được cái hồn phần đó. Thật đơn giản.
và em làm được cái điều đó rất là mộc. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang ạ. Bây giờ sẽ là chia sẻ đến từ anh Tấn Phong. Anh Phong nãy có khóc không? Hả? Không, không có khóc. Không có khóc hả? Anh Khang khóc lắm. Có khóc lắm. Thật sự là em hát bài này là chinh phục anh rồi đó. Yeah. Anh hiểu về cái giọng này rất là nhiều á. Nhưng mà em hát bài này... Bình thường anh Phong nhận xét là hay có chữ nhưng lắm. Bữa nay đặc biệt không có chữ nhưng. Có nhưng. Có nhưng. Bình thường anh hiểu cái dòng này rất là nhiều, nhưng mà hôm nay anh chắc là nhưng là không hiểu anh. Nhưng mà vẫn điểm 10. À, dạ. Hôm nay á, em đã làm cho anh lay động được anh, để anh không có điểm nào anh chê em được hết. Cảm ơn anh Phong ạ. Cảm ơn anh Phong ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe số điểm của Đinh Trường là... Xin mời. 81 điểm. Em xin cảm ơn ban nhạc. Và thứ hạng hiện tại của Đinh Trường là vị trí thứ 4. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khi em hát bài hát này, Vũ cảm giác như em đang kể câu chuyện của chính mình. Và cái đó không phải ai cũng làm được. Có nhiều người hát rất hay, giọng rất tuyệt vời, nhưng mà lại không bao giờ có thể kể chuyện một cách đi thẳng vào lòng người như vậy. Và cái kiểu hát như thế này, cái kiểu mà kỹ thuật mà như không kỹ thuật, các anh chỉ có thấy có vài người có được. Và hôm nay em làm lay động trái tim của anh khi nói về cái câu chuyện của một người con hoang mà phải chấp nhận cái số phận của mình. Từ chân thành của em, cái truyền cảm của em là không có một cái kỹ thuật nào có thể lấp được hết. Cho nên là anh chúc mừng em đã có một cái tiết mục, anh có thể nói là tiết mục hay nhất của em từ trước tới giờ. Em xin cảm ơn anh. Người mà cầm cái đàn hát nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Mình chọn thêm một cái nhạc cụ đó, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình. Nhưng mà bữa nay nhìn cái một cái hình dáng mà nhỏ nhỏ mà mặt dễ thương như vậy, cầm đàn hát rất là mộc, rất là gần gũi và đem lại cảm xúc rất rất nhiều từ cái bài hát Con Quang của em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Đinh Trường. Xin cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa cảm ơn Đinh Trường. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Xin mời Tiến Vương. Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười. Trong cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy. Tình đã mùa trong sương khói, theo cơn gió lùa ta. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn. Xin tạ lòng người, tình ta cứ không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê đầy, khiến hao gầy phụ hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngang. Xin tạ lòng người, tình ta cứ không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau.
Và đó là Tiến Vương với Một Mai Em Đi, một sáng tác của Trường Sa. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta xem số điểm của ban nhạc. 1, 2, 3. Khanh xin hỏi anh Thảo trước. Cái bài này em hát anh chưa có cảm nhận được cái hồn em thả cho em cái bài này. Lúc nào em cũng ở trong cái tình trạng nó bị căng thẳng á. Có nghĩa là do là em lên nó bị với quá cho nên nó bị xét cái giọng của em. Dạ, cảm ơn anh Thảo. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Thực ra anh nghĩ là bài này rất hợp với giọng em. Nhưng lỗi này em hát cao hơn khoảng nửa tông so với bản chất giọng của mình. Không cứ hát cao là hay. Đơn giản là nó chạm đến cái tình cảm của người ta. Em bỏ qua những yếu tố kỹ thuật. Chứ như thế này là cái cảm giác là căng từ đầu đến cuối bài. Nó không còn cái tình cảm ở trong đó nữa. Khi em lên cao vẫn dùng bản năng nhiều. Ban nhạc cũng cố gắng đánh cho nó trọn vẹn bài thôi. Nhưng mà bởi vì em hát cứng quá với bài này, nó hơi phí so với cái giọng của em. Đúng là như vậy, phần cao của bài hát này nó có hơi với đối với em. Cái đẩy hơi mình chưa có đủ. Nên là đây là một cái lần để mình rút kinh nghiệm trong cái chương trình này. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Chúng ta cùng xem số điểm của Tiến Vương là 70 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Tiến Vương, Tiến Vương đang xếp hạng thứ 6. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời anh Duy Triệu Vũ. Đúng là ở cái đoạn điệp khúc á, thì nó hơi với tí xíu. Cho nên nó làm cho mình cái cảm giác nó chưa có được hết 100% của Tiến Vương. Là tại vì Tiến Vương có một cái giọng nó rất là đẹp và trong trẻo và sáng. Nhưng mà Vũ hy vọng là Tiến Vương sẽ chiến đấu để mà tiếp tục giữ cái vị trí của mình ở trong cái chương trình này nha. Tại vì Vũ rất kỳ vọng vào cái giọng hát của bạn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Con xin mời cô Phương Dung. Con hát bài này chưa có đạt được cái ý muốn của cô. Với cái giọng của Vương đó, mà như tất cả mọi người nói đó, em tập hát vừa với mình, đừng chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình hát giọng cao quá. Con cảm ơn cô rất nhiều. Tuy là cái bài hát này quá sức so với em, nhưng mà em đã quyết định thử thách và em dám làm nó. Nói chung là không còn cái điều gì mà diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc này. Mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của Tiến Vương. Và sau đây sẽ là phần dự thi của thí sinh cuối cùng trong đêm nay với một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh, Chuyện Tình Không Suy Tư. Và cùng chào đón tiếng hát của Phạm An Tuyên. Người
người đi đã vui chốn xa, người tình xa tầm tay em, người tình xa em đi rồi, người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngây em khóc cho em đêm này, ai khóc cho em ngày mai, em khóc cho em đêm này, ai khóc. Ngày hôm nay tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần dự thi của mình và An Tuyên cũng vậy. Bây giờ sẽ là thời gian để các thành viên trong ban nhạc chấm điểm. Xin mời! Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của anh Khoa. Bài này thật ra em hát an toàn quá. Thứ hai em cũng có rất là nhiều nó thấp của em, nó không có được tốt. Cái đoạn B của em xử lý không ra. Với lại cái đoạn cuối cùng sao em tự nhiên em nhảy lên cái nốt đó chi vậy? Em bị trừ cái nốt đó nhiều lắm á. Dạ. Bảo đảm ở trong đây có nhiều người trừ em cái nốt đó. Có thể anh Khoa có trừ điểm nốt đó không ạ? Phải trừ chứ. Đã hát nhẹ như vậy rồi tới đoạn đó đừng có lên cái chỗ đó nó không có giống ai. Nhưng mà nói chung em hát vậy là hôm nay là có phần trình diễn em cũng tương đối tốt. Cảm ơn anh Khoa ạ. Cái bài hát em trình bày theo thấy thì vẫn an toàn. Có những cái nốt trầm của em xuống anh chưa có thỏa mãn. Cảm ơn Minh Kha. Không có bài dễ hay khó, chỉ có là người có trình độ xử lý cho nó làm sao hay hay là dở. Thì chị thấy hôm nay em xử lý bài thực ra là rất tròn trịa. Đúng là nằm trong cái vùng an toàn của em. Thế nhưng ở trong vòng này thì tất cả các anh các chị đều kỳ vọng vô em, bởi vì em có một cái giọng rất là đẹp. Cho nên đôi khi cái sự kỳ vọng nhiều quá làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Do đó là chị nghĩ rằng là nếu em còn có thể đi được vào trong vòng trong nữa thì hãy bùng nổ hết sức mình, hãy làm tất cả những gì mình muốn. Chị chỉ chia sẻ với thôi. Cảm ơn chị Phượng. Cảm ơn chị ạ. Khánh xin mời anh Thanh Thảo ạ. Ở đây anh có hai phần, phần nghe và phần nhìn. Phần nhìn thì anh cho em thêm một điểm về phần nhìn. Hôm nay em có một cái đầm rất đẹp, nghe cái màu anh rất thích. Dạ. Về phần nghe thì anh nghe nó có cái độ ngọt giống như em rót mật vào tai á. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Phạm An Tuyên, xin mời. 76 điểm, thứ hạng hiện tại của Phạm An Tuyên là bạn đang xếp ở vị trí thứ 6. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung ạ. Cái bài Chuyện Tình Không Suy Tư của Tâm Anh, một trong những bài nổi tiếng, trữ tình tự sự. Thành ra em phải biết chia để em hát giống như mình đang kể cái chuyện của mình. Ai khóc cho em đêm này, ai khóc cho anh ngày mai. Đó, đại khái cái câu đó. Cái câu đó là cái câu ăn tiền nhất. Bữa nay Tuyên hát không bằng mấy cái kỳ trước, nhưng mà dù sao đi vào vòng này rồi, tất cả các em đều hay. Rất khó cho ban giám khảo khi mà chấm các em. Đó là chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ. Em có một cái giọng rất là nội lực và kỹ thuật. Hình như anh có góp ý em là mình hát cho nó đơn giản đi. Nhưng em nên nhớ một điều, tùy theo cái hòa âm. Cái hòa âm hôm nay nếu mà em biết khéo xử lý, biết sử dụng cái cảm xúc của mình, thì cái bài hát này bữa nay em là tuyệt vời luôn. Tại một cái hòa âm này rất là nhẹ nhàng, rất dễ cho em để phô trương cái giọng của em và cái cảm xúc của em. Em là tình yêu mới vừa hôm qua mà nay nó cứ dày dày, nó không có cao trào. Có những lúc em phải kể lể, em phải nghiên cứu cái đó. Quan trọng cái hòa âm. Anh nhắc em vậy thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn
Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Khi mà một cái bài hát nó hoàn toàn mới đối với Tuy thì nó cũng sẽ tác động một phần đến cái phần trình diễn của mình. Và có thể đó là những cái mà Tuyên chưa hoàn hảo, thì đó là những cái lời góp ý rất là đúng mà An Tuyên cần phải xem xét để mà mình tốt hơn trong những cái con đường nghề nghiệp tiếp theo của mình. Và một lần nữa cảm ơn An Tuyên đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhóm thí sinh thứ hai cùng vượt qua thử thách. Xin mời Khắc Minh, Đinh Trường, Tiến Vương và An Tuyên. Nhiệm vụ của các bạn là mô phỏng lại tiếng âm thanh của các nhạc cụ mà các bạn đang cầm trên tay. Với Khắc Minh, đó là trống. Trống thì bạn sẽ phải mô phỏng với âm thanh đó là bùm, bùm, bùm. Tiếp theo là Tiến Vương với kèn. Tiếng kèn của Tiến Vương sẽ là te, te, te. Và tiếp theo là tiếng đàn gáo của Đinh Trường. Âm thanh bạn mô phỏng sẽ là o, o, o. Và sau cùng sẽ là An Tuyên, violin. Tiếng của bạn sẽ là e, e, e. Trong 60 giây các bạn mô phỏng tiếng âm thanh, làm sao cho ban giám khảo đoán được đúng tên bài hát nhiều nhất, các bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Đầu tiên là với Khắc Minh, bài nào không được bạn có thể bỏ qua, còn thời gian quay trở lại. 60 giây bắt đầu. Bum 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 bum. Cà Mau, Cà Mau gì đó. Bum 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 bum. Đất mũi Cà Mau. Bum bum. Áo mới. Áo mới Cà Mau. Chính xác. Bum 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 bum. Mà sao? Bum 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 bum. Thời gian đã hết và số ca khúc ban giám khảo đoán được là 3 ca khúc. 60 giây của Tiến Vương bắt đầu. Qua qua qua. Em đi trên cỏ non. Chính xác. Nửa phần răng. Chính xác. Hết giờ nha. Lá rơi, lá rơi. Trong quang. Hết rồi. Hết giờ, sắp hết giờ rồi. Bỏ qua. Bỏ qua hết rồi đó nha. Huế tình yêu của tôi. Chính xác. Tiếp tục, tiếp tục, thời gian không còn. Và số bài hát mà ban giám khảo đoán được ở phần thi của Tiến Vương là 4 bài. Bây giờ sẽ là Đinh Trường và phần thi của Đinh Trường. 60 giây bắt đầu. Qua anh. Ai ra xứ quê. Qua qua anh. Ai ra xứ quê. Tên nhạc phai. Qua qua anh. Ai đưa em về? Có đổ cơn mưa. Qua 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 anh qua. Qua qua. Happy birthday. Qua qua. Happy birthday. Đó, ta 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 ta. Hết giờ. Hết giờ. Thời gian đã hết và số bài hát đoán được một bài hát chính xác. Bây giờ sẽ là phần dự thi của An Tuyên và 60 giây của An Tuyên bắt đầu.
Ghê quá vậy. Muốn sống sao? Chính xác. Sao giống bài của cô Phương Dung quá vậy? Bạn có thể bỏ qua. Qua dùm ơi. Chính xác. Cái gì vậy? Nói chuyện đi bắt đầu. Chính xác. Số A. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Thời gian đã hết. Và số bài hát đoán đúng của ban giám khảo với phần thi của An Tuyên là 3 bài hát. Bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Nói chung ai cũng gớm hết á. Ban giám khảo ở dưới đây chưa bao giờ nghe những nhạc cụ này mà nó gớm như vậy. Cho nên là cái nào cũng ấn tượng hết. Khanh sẽ nhắc lại một lần nữa số lượng bài hát của các thí sinh đoán đúng. Đầu tiên là thí sinh An Tuyên với 3 bài hát đúng. Tiếp theo là Tiến Vương 4 bài hát đúng. Khắc Minh 3 bài hát đúng. Và Đinh Trường 1 bài hát đúng. Bây giờ mình cứ theo thứ tự 4 với 3 đó. Tiến Vương. Chúc mừng Tiến Vương đạt được điểm 10 từ ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại 7 thí sinh trong đêm nay. Xin mời. Trước mắt chúng ta là 7 thí sinh đã hoàn thành những phần dự thi của mình trong đêm nay. Bây giờ sẽ là thời gian chúng ta xem số điểm của các bạn. Số điểm và thứ hạng hiện tại của các bạn là: vị trí thứ nhất Đăng Nguyên 98 điểm, đồng vị trí thứ hai Trúc Lai Khắc Minh 82 điểm, vị trí thứ tư Đinh Trường 81 điểm, vị trí thứ 5 Tiến Vương 80 điểm, vị trí thứ 6 Yến Nhi 78 điểm và vị trí thứ 7 Phạm An Tuyên 76 điểm. Đây đã là số điểm được cộng với điểm thử thách. Bây giờ mỗi ban giám khảo chúng ta sẽ có duy nhất một điểm 10 để dành tặng cho một trong số 7 bạn thí sinh ở đây. Khanh xin mời Duy Triệu Vũ. Vũ sẽ cho 10 điểm của Vũ cho Khắc Minh. Xin chúc mừng Khắc Minh với điểm 10 từ anh Dư Triệu Vũ. Và tiếp theo, Khanh xin mời anh Chí Tài. Tôi rất lẽ là điểm 10 xin mê gớ tặng cho Trúc Lai. Điểm 10 của danh hài Chí Tài dành tặng cho Trúc Lai. Xin chúc mừng bạn. Và chúng ta còn một điểm 10 đến từ giám khảo Phương Dung. Cô đang nhìn xem coi người nào hấp dẫn nè nha. Cô thấy ai không hấp dẫn hết? Đăng Nguyên. Chúc mừng Đăng Nguyên với điểm 10 từ giám khảo Phương Dung. Như vậy là chúng ta đã có thứ tự mới. Vị trí đầu tiên Đăng Nguyên 108 điểm. Đồng vị trí thứ hai Trúc Lai và Khắc Minh với 92 điểm. Vị trí thứ tư Đinh Trường 81 điểm. Vị trí thứ năm Tiến Vương 80 điểm. Vị trí thứ sáu Yến Nhi 78 điểm. Và vị trí thứ bảy Phạm An Tuyên 76 điểm. Và tuần sau sẽ là đêm bán kết. Như vậy trong đêm nay luật chơi có thay đổi. Thí sinh cao điểm nhất sẽ không nhận được điểm 10 cộng dồn vào tuần sau. Và 3 thí sinh cao điểm nhất trong tuần này sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Một lần nữa xin chúc mừng Đăng Nguyên, Trúc Lai và Khắc Minh. 4 bạn thí sinh còn lại chúng ta sẽ chia ra thành 2 cặp. Mỗi cặp sẽ song ca một bài hát. 2 ca khúc đã được ban giám khảo lựa chọn. Ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình và ca khúc Thương Nhau Ngày Mưa. Tuy nhiên, vị trí của 4 bạn là vị trí số 4, số 5, số 6 và số 7. Thì bạn số 4 sẽ bắt cặp hát với bạn số 7 và bạn số 5 sẽ hát với bạn số 6. Bạn nào có thứ hạng cao hơn sẽ là người được chọn ca khúc. Trước hết, Khanh xin mời Đăng Nguyên, Trúc Lai và Khắc Minh. Chúc mừng các bạn và mời các bạn trở về vị trí với các bạn khán thính giả để ủng hộ tinh thần cho các bạn của mình. Xin mời. Và bây giờ, Đinh Trường chúng ta sẽ bắt cặp hát chung với Phạm An Tuyên và Tiến Vương sẽ hát cùng với Yến Nhi. Sự lựa chọn thuộc về Đinh Trường. Em xin chọn bài Thương Nhau Ngày Mưa. Và chúng ta muốn nghe sự lựa chọn của cặp Yến Nhi và Tiến Vương. Bên kia Thương Nhau Ngày Mưa, bên này Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Và bây giờ sẽ là thời gian dự thi của An Tuyên và Đinh Trường. Xin mời. Cố lên. Như mưa ngày nào
khóc sao đêm, thương em ngày nào tóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tình yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa con đất trong. Phạm An Tuyên. Bây giờ sẽ là ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Xin mời Tiến Vương và Yến Nhi. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà tiếc thương thân anh. Nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cánh biển chung chung. Người thì mong một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên em đã biết được ngày rằng con chim quý phải ở lòng son. Anh không trách là em vội vàng, mà anh ơi em chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối, chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin anh xem em như một gã nhỏ dòng đường. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga.
xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Và đó là Tiến Vương cùng với Yến Nhi. Chúng ta vừa thưởng thức hai ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình và Thương Nhau Ngày Mưa. Bây giờ sẽ là thời gian để ba thành viên trong ban giám khảo chúng ta đưa ra quyết định. Và cặp đầu tiên xin mời Đinh Trường và Phạm An Tuyên, chúng ta bước lên một bước. Khanh xin mời anh Diêu Triệu Vũ. Đối với Đinh Trường là cái đây là không phải một bài sở trường, mà em vừa mới nghe bài hát em đã có thể bắt được cái bè. Đúng là em là một người mà càng về những cái vòng sau em càng cho thấy nhiều cái khả năng. Còn về An Tuyên là có một cái giọng rất là ma mị và lúc nào cũng quyến rũ lòng người hết. Nhưng mà mình không thể nào mà chấm điểm riêng ở trên cái bài này không được. Vũ nhớ đến cái bài mà lúc nãy bạn Đinh Trường đã hát và làm cho Vũ rơi nước mắt. Vũ dành cái phiếu này cho người em Đinh Trường. Phiếu chọn của anh Duy Trị Vũ thuộc về Đinh Trường. Và tiếp theo xin mời anh Chí Tài. Tôi thì ngược lại, tôi lại thấy cha cái cô An Tuyên này, nếu mà giá như mà cô hát cái cảm xúc cái bài này cho cái bài hồi nãy cô hát riêng thì cái số điểm cổ sẽ là khác rồi. Hát bài này rất là tình cảm, tôi sẽ chọn An Tuyên. Sự lựa chọn của anh Chí Tài sẽ chọn An Tuyên. Hai bạn đã đạt tỷ số 1-1. Bây giờ Hoàng Thái Hậu, quyết định thuộc về giám khảo Phương Dung. Lúc nào khó khăn cũng đến với Hoàng Thái Hậu. An Tuyên thì cô có một cái ấn tượng về cái tên của em. Ngoài ra với cái dáng vóc và cái giọng hát của em, hát rất rõ lời, truyền cảm. Nhưng mà trong cái bài này, Đình Trường bè với một cái sự hòa quyện, cô chọn Đinh Trường. Như vậy là Đinh Trường đã nhận được 2 phiếu đồng thuận từ ban giám khảo. Đinh Trường sẽ là thí sinh tiếp theo được bước tiếp vào vòng trong. Và bây giờ sẽ là kết quả dành cho Tiến Vương và Yến Nhi. Khanh xin mời ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Và đầu tiên xin mời anh Chí Tài. Bữa nay nghe em trai hát rất là mùi, nhưng Yến Nhi cũng không có thua gì, giọng ngọt ngọt ngào. Và hai em đã diễn thật là tình tứ lắm. Nhưng để chọn thì tôi sẽ chọn Yến Nhi. Sự lựa chọn của anh Chí Tài thuộc về Yến Nhi. Khanh xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ ạ. Thì thôi bây giờ nếu như anh Tài đã chọn cái cô gái này rồi thì chắc chắn Vũ phải chọn cái chàng trai kia. Anh Dương Triệu Vũ đã lựa chọn Tiến Vương. Em cảm ơn. Và một lần nữa sự quyết định sẽ thuộc về cô Phương Dung. Hai bạn đã có tỷ số 1-1. Trong cái bài hát Lời Đắng Cho Cuộc Tình này, ai ra chọn cái người con trai? Xin chúc mừng Tiến Vương, bạn đã được 2 phiếu chọn từ ban giám khảo. Chúng ta phải chia tay với thí sinh Yến Nhi. Và xin mời 3 thí sinh còn lại, Trúc Lai, Khắc Minh và Đăng Nguyên, chúng ta trở lại sân khấu để nói lời tạm biệt với Yến Nhi và Phạm An Tuyên. Các bạn sẽ có một bài hát để chúng ta chia tay với hai người bạn của mình. Xa anh đêm nay hay nói em qua cây, đừng xa anh đêm nay đêm quá dài. Đêm nay cho anh biết anh cần em, đừng xa anh đêm nay đừng xa anh đêm nay. Hãy nói em sẽ ở đây, đừng để anh một mình nơi chốn này. Kính thưa tất cả quý vị, trước mặt chúng ta là 5 thí sinh xuất sắc nhất được bước tiếp vào vòng bán kết của ban nhạc quyền năng. Một lần nữa xin giới thiệu Tiến Vương, Trúc Lai, Khắc Minh, Đăng Nguyên và Đích Trường. Xin mời 3 thành viên trong ban giám khảo chúng ta cùng trở lại sân khấu.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình Ban Nhạc Quyền Năng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.